vị đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Hành động ngăn cản của các vị là trái phép, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, yêu cầu các vị tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng ngay mọi hành động và rời khỏi vùng biển Việt Nam. Chúng tôi cảnh báo các vị về hành động khiêu khích, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu các vị tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, lập tức dừng ngay mọi hành động, rời ngay khỏi biển Việt Nam. Bây giờ nhấc cái gối hoặc là chèm nhé.